Khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11 tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Công an huyện Thuận Thành phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Trọng, 28 tuổi, ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 140 gam ma túy tổng hợp và 5,3 triệu đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Trọng, công an huyện Thuận Thành thu giữ 3 túi ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,07 gam và nhiều tăng vật liên quan. Theo hồ sơ vụ việc, Trọng đã có tiền án về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng công an. Bước đầu đấu tranh, Trọng khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng không quen biết ở tỉnh Bắc Giang, sau đó mang về huyện Thuận Thành tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.